Một bộ phim sát sống mới vừa ra mắt các bạn ơi. Và hôm nay tôi phải đi rủ Tăng Huy và Tăng Dắt để cùng nhau coi cái phim này mới được. Ok thì chào mừng các bạn đến với kênh Tua TV. Và trước khi vào video các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như là chào mọi người đang xem Tốt Tim nha. Và hôm nay tôi sẽ qua rủ Huy và Dắt để cùng nhau qua nhà tôi coi một bộ phim zombie sát sống mới và rất là hay luôn. Chắc chắn tụi nó sẽ thích lắm. Thì gọi bây giờ mình qua nhà thằng Huy mình rủ nó trước thôi. Huy ơi, Huy ơi, Huy Nấp ơi, mày đâu rồi? Ô Huy Nấp kìa ơi. Hôm nay tao muốn qua rủ mày qua coi phim sát sống chung với tao ơi. Mày đang làm gì vậy? Không, tao bận rồi. Tao đang đi máy bay. Tạm biệt mày, tao đi đây. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Trời ơi, gì vậy trời? Mới rủ có chút xíu mà nó lên máy bay nó bay luôn rồi. Thằng Huy thì nó hay đi du lịch lắm các ơi. Trừ với nhiều tiền thì chứ không sao. Bây giờ không có Huy thì mình vẫn có thằng Dắt, mà ít nhất Dắt nó vẫn sẽ chịu coi phim với mình đúng không mấy bạn? Được rồi, qua rủ thằng Dắt coi nào. Dắt ơi, Dắt có nhà không vậy? Ú, tôi thấy tên của Dắt rồi kìa các ơi. Dắt ơi, mở cửa đi Dắt ơi. Hello. Cái gì? Hôm nay tôi muốn rủ ông qua coi phim chung với tôi, coi phim sát sống hơi bị hay nó nha. Đi ông. Lỗi nha, tôi bận chuyện khác rồi. Ủa, bận chuyện gì vậy? Đi du lịch với Huy Nốt. Lên. Cái gì vậy? Quê ba nhà. Đi thôi. Rồi luôn, tôi ở nhà một mình luôn. Hai đứa nó đi du lịch với nhau luôn rồi các bạn ơi. Vậy coi phim một mình vậy có gì đâu mà buồn vậy hơi. Coi phim một mình thôi mấy bạn ơi, mà không sao, có mấy bạn coi chung cùng tôi chứ mấy bạn bỏ đi đó tôi khóc luôn á trời. Ơi ăn mập rồi vừa coi phim ơi. 3 hours later. Ôi trời ơi, coi phim hay quá các bạn ơi. Trời ơi, vậy mà hai đứa kia không được coi tiếp thiệt sự. Không sao, nhưng mà tụi nó dám đi chơi bỏ mình. Nhưng mà hồi nãy tôi coi trong phim sát sống, tôi có thấy một cảnh tôi rất là hay, đó chính là cái cảnh nhân vật chính bị cái con zombie cắn sau đó hóa thành zombie. Từ đó tôi vừa nãy ra một ý tưởng vô cùng hay để mà trả thù cho cái việc mà tụi nó dám đi du lịch bỏ tôi các bạn ạ. Đó chính là tôi sẽ giả vờ bị zombie cắn sau đó hóa thành zombie để thử lòng tụi nó. Trời ơi, em thấy cái ý tưởng này có hay không, có thì hãy comment liền. Và bây giờ đến lúc tôi sẽ áp dụng ý tưởng đó. Vì bây giờ mình chỉ việc đợi tụi nó đi du lịch về và triển ngay các bạn. Nhưng mà trước đó mình cần đi kiếm một cái chú zombie nào đó để mình phải thuê ổng để cho ổng cắn mình. Nhưng mà cắn giả thôi nha mấy bạn, cắn thiệt một cái là tôi hóa thành zombie thiệt là đi tôi luôn á. Bây giờ mình phải đợi trời tối một cái sẽ mình sẽ vô thuê mấy chú zombie ở trong rừng các bạn ơi. Đó, và kế hoạch chính là như vậy đó. Bây giờ tôi sẽ đưa cho ông ba cái đồng tiền vàng, đó chính là trả công cho ông để mà ông giả vờ cắn tôi, ông hiểu chưa ông zombie? Được rồi các bạn ơi, vậy là chúng ta đã vừa thuê được một chú zombie và chú này xíu này sẽ giả vờ cắn mình các bạn, và tôi sẽ đã đưa cho ông ba đồng tiền rồi. Được rồi, bây giờ hãy theo tôi về cái làng của tôi đi. Bây giờ tôi sẽ việc đợi hai cái thằng kia đi du lịch về thì chú zombie này sẽ cắn tôi, và sau đó tôi sẽ giả vờ hóa thành zombie để xem tụi nó phản ứng như thế nào khi mà dám bỏ tôi ở nhà một mình nha mấy bạn. Được rồi đi thôi. Trời ơi, tôi mong chờ coi thử cái phản ứng của tụi nó như thế nào quá. Các bạn cũng mong chờ mà hãy comment ở dưới để đoán thử tụi nó phản ứng thế nào nha. Đây, chú zombie về hướng này, chú zombie về đây chính là cái làng của tôi, và tụi nó đã đi du lịch hết trơn rồi. Tụi nó đang về. Ôi, nghe tiếng máy bay ở đâu vậy? Núp vô, chú zombie ơi, núp vô. Nó kìa, tụi nó đã bay về rồi. Hay lắm. Tụi nó đã về rồi các bạn ơi. Đúng thời điểm mà tôi chuẩn bị để cho chú zombie cắn tôi luôn rồi. Được rồi, bây giờ đi tới gần nhà tụi nó, xong rồi tôi sẽ giả vờ tôi la lên và để xem tụi nó phản ứng như thế nào, thì sau đó chú zombie sẽ cắn tôi anh em ạ. Hình như tụi nó hạ cánh ngay nhà Dắt rồi kìa đó. Tụi thấy chiếc máy bay rồi đó. Được rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà. Được rồi, đây chính là cơ hội của chúng ta. Chú zombie về tụi nó ở trong nhà rồi kìa. Trời ơi, hôm nay đi chơi vui quá Huy ơi. Đúng rồi, tất nhiên máy bay của tôi mà. Trời ơi, hai đứa này nó còn nói đi chơi vô đó. Được rồi, bây giờ chúng ta phải triển liền thôi. Ok, đếm nha. Được rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3. Trời ơi, cứu tôi với, có hay không? Cứu tôi với, zombie nó rượt tôi, nó cắn tôi kìa, có hay không? Cứu tôi với. Trời ơi. Ôi, tôi bị zombie cắn, Cứu ơi. Ôi, bắn nó đi. Ôi, bắn nó đi, bắn nó đi. Ôi, chết luôn rồi. Ôi, không có gì hết, tôi lập lại tiền. Trời ơi, sao nó bắn chú zombie chết luôn, chú zombie rớt ra tiền rồi này. Tiền tôi. Lộn, không có gì hết ra. Thịt thối á, trời ơi, không có gì đâu. Ơi mà, zombie ghê quá. Ủa mà không có sao không vậy? Tôi không có, hình như tôi bị cắn rồi. Trời ơi, tôi cảm thấy đau quá, hình như tôi bị cắn rồi. Anh em ơi, nhìn cái tay của tôi nè, có cái dấu cắn nè. Rồi sao luôn. Trời ơi, thôi, hay không ai à. Đưa tới bệnh viện. Trời ơi, đau quá. Ây da, cho tôi đi đâu vậy? Ây da, tôi bị cắn rồi các bạn ơi. Trời ơi, vô việc vô gì các bạn thấy cái dấu răng trên tay của tôi không? Đó là tôi giả vờ làm đó. Ây da, đau quá, Dắt ơi, tôi mệt quá, chóng mặt quá, sắp tiểu rồi. Tới bệnh viện rồi. Ok, ngồi gấp đi. Ok, 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 ok,
đâu bị cắn rồi, đau quá bác sĩ ơi. Đưa tay ra để ta kiểm tra vết cắn rồi. Dạ đây vết cắn của con này bác sĩ, nhìn đi. Trời ơi đau lắm á bác sĩ. Được rồi, bây giờ để ta lấy máu của con xét nghiệm coi xem con đã bị dương tính chưa. Dạ rồi. Trời ơi phải xét nghiệm máu luôn hả, trời đáng sợ quá. Được rồi bình tĩnh nha, để ta lấy máu nha. Sao gà, cố gắng lên. Được rồi bác sĩ lấy máu rồi, con hả. Ta xét nghiệm máu nha. Lấy máu xong rồi, lấy máu gì lẹ vậy đây trời. Rồi. Đây là máu của mình á. Chết rồi, nếu mà cái máu của mình đem đi xét nghiệm là bị lỗ mất tiêu á, không được mình phải nghĩ cách gì đó thôi. Chết rồi. Đúng rồi, hồi nãy mình có mấy cái miếng thịt thối của cái chú zombie được rồi, mình có cái này. Hay cha. Đây là làm gì vậy tôi gà? Tôi có gì đâu, tôi đau quá, trời đau quá. Bác sĩ ơi. Được rồi, bây giờ ta sẽ cầm cái ly này đi xét nghiệm máu. Dạ rồi, bác sĩ đi xét nghiệm bác sĩ ơi. Trời ơi đau quá, khổ quá. Được rồi tôi gà. Trời ơi đau quá, tôi thấy chóng mặt quá mọi người ơi. Trời ơi, bác sĩ tìm ngay, trời ơi, giờ không sao đâu. Không, xin lỗi mấy cháu, nhưng mà trong máu của tô gà con có nhiễm máu của zombie. Cái gì máu của zombie à? Chết rồi, sống luôn. Là sao bác sĩ? Có cách nào không? Cách nào để cứu bé không? Chết con rồi. Đây là trường hợp đầu tiên nên ta cũng không biết phải làm sao hết. Xin lỗi. Rồi xong luôn, bác sĩ đi luôn rồi. Ôi trời ơi, tô gà cái mặt của con bị hóa xanh rồi kìa. Cái gì? Ôi trời ơi, mắt tôi bị xanh lè đi rồi nè. Trời ơi, vậy là tôi sắp hóa thành zombie rồi. Trời ơi, thấy tôi diễn định không kìa. Mà sao mặt tôi xanh lè vậy trời, xanh lè rồi xong tôi sắp bị hóa thành zombie rồi mọi người. Cứu tôi với, cứu tôi với. Có ai không, cứu tôi với. Tôi ơi. Trời ơi, các bạn thấy tôi diễn định không? Trời ơi, tôi đổi mà cái mặt không có ai biết luôn. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chết rồi, tôi đỏ thành não. Ôi trời ơi, tụi nó bắt mình lại rồi. Trời mấy ông bắt tôi đi đâu vậy? Tôi về. Trời ơi, tôi sắp hóa thành zombie rồi đó. Tôi sắp hóa zombie không sợ. Tôi cắn mấy ông hóa thành zombie luôn. Ê, sao? Thôi bình tĩnh. Ôi cái gì đây? Mua từ bên Mỹ về á. Trời ơi, đi du lịch rồi nãy đi Mỹ luôn á. Trời ơi, đúng lúc đói bụng để ăn thử ngang. Dở quá. Trời ơi, món gì mà dở ẹt vậy? Sao vậy? Trời ơi. Sao cái món gì mà bị dở ẹt vậy? Trời ơi. Nhưng mà bánh có bỏ gì đâu trời. Nhưng mà sao nó dở quá vậy? Quên mất. Bây giờ là zombie rồi. Là sao? Có nghĩa là nó không ăn đồ thường được. Ăn gì vậy? Cái gì bây giờ ta? Có hình như là nó ăn thịt thối đúng không? Đâu rồi? Ấy da. Ôi thịt thối hả? Để ăn thử coi. Ngon quá. Dù dở nhưng mà phải diễn ngon các bạn. Ngon quá. Cho thêm đi. Chắc ơi, đúng rồi. Chết rồi, vậy là thiệt rồi. Trời ơi, cho thêm đi ơi. Ôi quá trời quá đất luôn. Ngon quá trời quá đất ơi. Ăn hết luôn rồi, không ăn nữa nha. No rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Tôi ăn no rồi, Ôi trời ơi. Hả? Dạ. Mặt của ông kìa, nó còn xanh hơn rồi. Trời ơi, mặt tôi xanh hơn rồi nè. Chết tôi rồi. Tập thành zombie rồi. Trời ơi, quá đã quá đỉnh luôn rồi. Giờ sao giờ? Zombie có cách nào hóa trở lại người ta? Ôi trời ơi. Chết rồi, giờ làm sao đây? Giờ làm sao? Ôi có con zombie thiệt kìa. Ôi lỗi, zombie kìa coi chưa. Ôi. Tôi nghĩ là bây giờ nó thằng con gà như nhân làng vậy á. Bây giờ mình phải quăng cái thuốc này với lại là cái táo vàng vô là nó sẽ trở lại bình thường. Là sao? Quăng táo vàng vô là sao? Bây giờ ta thử nè. Quăng thuốc vô. Đầu đó là cho táo vàng vô. Ôi sao nó bị rung gì luôn rồi? Vậy là sao? Đúng rồi. Hình như mình quăng một cái thuốc gì đó vô với cho nó ăn táo vàng là nó sẽ dần trở lại thành dân làng bình thường các bạn ơi. Ôi đúng rồi. Coi được rồi. Thử. Ok. Cho mình ăn táo vàng. Nhưng mà sẽ không thể nào trở lại được đâu tại vì mình ăn giả mà. Tôi bị rung rồi. Ôi ông kia ông trở lại bình thường. Ông kia ông trở lại thành con người bình thường. Ôi ông chạy nhanh đi. Ôi trời ông chạy lẹ vậy. Nhưng mà sao tôi vẫn chưa trở lại bình thường vậy? Chuyện gì vậy? Ủa kỳ thế. Sao vậy Huy? Trời sao hết chưa? Thì tôi hết chưa vậy? Tôi trở lại bình thường chưa? Trời ơi, tôi trở lại zombie thật sự luôn rồi các bạn ơi. Tôi còn phải làm một cái này nữa. Tôi phải đưa hai cái tay lên như thế này nè, nó mới giống là zombie. Trời ơi. Trời ơi, cứu tôi ơi. Sẽ
cắn tụi bay, tao sẽ cắn tụi bay, mày tặng nhau, mày tặng nhau. Ôi trời ơi, sao nó là zombie mà nó không cháy vậy? Ôi trời sáng à, quên, chết rồi, trời ơi, nóng quá. Trời ơi, quên mất các bạn, zombie là không được đi ra nắng, trời tôi trôi mà tôi quên, không có ra nắng được à. Ok, tầm mình an toàn ngoài này thôi. Tụi bay, tại sao tụi bay lại đi chơi ba ông rủ tao à? Trời ơi, mất não rồi. À, tụi bay tha cứu tao, cho tao trở lại thành người đi. Gì rồi? Có cách rồi, tao có cách để cho thằng con gà về bình thường rồi. Bây giờ okay. Sao cho ra nắng ta? À, có cái dù này nè. Ôi. Vô đây mặc cái dù vô. Cầm cái dù vô. Rồi, ai cầm dù. Trời, nó cho tôi cái ô để mà che nắng luôn các bạn. Đi ra nắng được rồi nè. Đi coi thử đang tính làm cái gì để tôi đưa tôi chơi lại bình thường đây. Trời, bên này nó nhiều cách quá các bạn ơi. Được rồi, đi coi. Ui, đây là đâu vậy? Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái ô này. Ủa, làm gì đây? Bây giờ ta sẽ cho cơ thể mày bị thương bằng cách là nổ TNT. Sau đó cơ thể mày sẽ tự phục hồi và tô gà sẽ trở lại bình thường. Ôi trời ơi, có cách đó luôn hả mọi người? Có vậy chứ tôi nghe lên nguy hiểm quá vậy trời. Ơi là trời ơi, bây giờ tôi phải đi vô trong này hả trời? Ok, trời ơi, nguy hiểm quá. Nhanh tụi, sẵn sàng rồi, chết rồi các bạn. Tôi bị bỏ vô trong này rồi. Chết rồi, tôi thấy tôi đã không ổn các bạn ơi. Ôi cao. Chết rồi. Đây nè. Trời ơi, đậu quá tôi bay làm cái gì vậy? Trời ơi, chưa có biết anh người vẫn là zombie mà. Trời ơi, người hồi nào Ủa sao nó nói chuyện nãy với người ơi? Vô nói chung với cho nè. Được rồi, chết rồi. Ôi, Cắn tụi bay nè. Tụi bay dám chạy. Tụi nó dám nổ TNT vô cười mình đâu. Quá trời, quá đất luôn. Đừng lại, tao sẽ cắn tụi bay. Tao có cơ hội cắn tụi bay nè. Tụi bay sẽ trở thành zombie. Đứng lại. Đứng lại. Tụi nó sợ mình quá các bạn ơi. Cái gì vậy? Sao con zombie? Lúc nãy mày lên lời ba đồng của sao? Ba đồng? Là sao? Ôi không lẽ chú chú này là chú zombie bị giết sau đó mình lầm tiền lại. Ơi ơi ơi, con không có ý đó chú ơi. Bây giờ con trả lại ba đồng của chú này, để con trả lại ba đồng của chú nha. Bây giờ đâu con ba đồng nữa, trả đây lấy ba rồi bay lại. Lấy mạng ba tụi mình ơi, không chạy. Chạy đi mọi người ơi, zombie thiệt đó. Chạy đi, đó là zombie thiệt đó. Trời ơi, chạy đi. Trời ơi, có nghĩa là hả? Tao là zombie giả, tao là tô gà bình thường thôi, tao không có bị biến thành zombie gì hết trơn á. Chạy đi. Trời ơi, tao lừa mày ơi. Trời ơi, chạy đi. Ôi, rồi thằng Jack đâu? Thằng Jack rồi. Ôi chết rồi, thằng Jack bị ăn zombie đó, ăn thịt nên nó bắt cái gì rồi, chết rồi. Bây giờ mình phải cứu thằng Jack thôi ơi, nghĩ cách để xử cái thằng chú ông chú zombie đó đi cho ông chú cọc cằn quá. Sao? Trời ơi, nó kia nó đuổi theo mình kìa các bạn ơi. Bây giờ giả zombie gặp zombie thiệt luôn, giờ phải làm sao đây? Rồi dùng cái bình thuốc với lại quả táo vàng. Ủa, cũng là một ý hay lắm, mày làm xài cái đó đi. Đợi tao sẽ đi lấy cái đã. Mày bây giờ đừng ngồi đây, tao cạn cho ông rồi. Chú ơi, chú bình tĩnh chú ơi, con cho chú tiền này chú ơi, chú đó. Trời ơi, đừng cung ơi. Sao mày dám lừa dối ta? Tôi xin lỗi ông cái lừa đó. Bây giờ chúng mày đây. Ôi sao? Ôi mày quăng cái thuốc cho tao vàng á. Ôi cho tao bài quả, con này phan nhiều lắm, để tao cho ăn chung ấy. Ok rồi, ăn đi. Ôi ông đang ăn kìa các bạn ơi. Trời ơi, cái đỏ xuất hiện rồi. Ông bị rung rồi kìa, ông sắp cắt bình thường rồi đó. Ôi không biết ông sẽ biến làm cái gì đâu, ông gấu làm là sao? Hiểu rồi các bạn ơi. Dạ, zombie dân làng mà ăn táo thì sẽ thành dân làng, còn hả cái con zombie khổng lồ ăn vô sẽ thành ông gấu lầm này. Ok hiểu rồi. Ôi, dễ thương quá. Ôi, ông tặng hoa cho mình kìa. Cảm ơn nha. Được rồi, ông đi về làng, ông bảo vệ dân làng của ông đi. Trời ơi, cái ông gấu lầm này thiệt chứ. Ôi còn quay lại con dắt sao rồi mẹ ơi, con dắt sao rồi, dắt nó chắc nó bị xỉu ăn kia rồi. Trời ơi, dắt nằm một cục lần kia. Trời ơi, lại coi ơi, dắt có sao vậy? Trời ơi. Ông sao? Gà biến là bình thường hả? Ông có sợ đâu. Bị lộ rồi các bạn. Làm gì sao đúng cái đó vô miệng ta? Trời, tao không ăn thịt tối đâu, giỡn quá. Trời ơi các bạn ơi. Nó
thôi nhé, thì tối giờ miệng rồi. Ơi, cảm ơn tất cả bạn xem video này và các bạn thích video này, đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đồng sinh tốt tim nha. Và hãy nhớ là thịt thối rất là dở ẹt luôn mà nó cho tôi ăn. Ok, bye bye mọi người nha.